đoàn quân áo trắng xác nhận bàn thua thứ hai ở phút thứ 70 từ đường truyền của đồng đội Di Ferdinand đã dứt điểm căng từ góc hẹp. Nguyễn Philip đã chơi tập trung để giải nguy cho khung thành của đội tuyển Việt Nam. Từ Việt Nam phải chờ đến phút thứ 79 mới có thêm cơ hội. Từ quả tạt của Xuân Mạnh thì Tấn Tài đè được hậu vệ nhập địch Jesus, nhưng cú đánh đầu của anh lại đưa bóng đi chệch khung thành. Tới đầu hiệp 2 thì Việt Nam có tới 3 lần dứt điểm và đều đi không trúng đích. Phút 90 thì Nguyễn Philip nổi giận với đồng đội khi để đối thủ vượt qua quá dễ bên cánh trái. Thủ môn của tuyển Việt Nam phải vất vả mới cản được cú dứt điểm từ cự ly gần của Eki Maulana. Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho Indonesia. Việt Nam xứng đáng nhận thất bại khi không có nổi một cú sút trúng đích trong suốt 90 phút. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam thua 2 trận liền trước đối thủ xứ Vạn Đảo. Danh sách cầu thủ đá chính tuyển Việt Nam gồm Nguyễn Philip, Võ Minh Trọng, Bùi Tiến Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Hùng Dũng, Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thái Sơn,